Xin chào và tối các bạn. Video này mình dành ra là để nói chuyện với phái mạnh, với đàn ông. Nhưng mà các bạn nữ cũng có thể nghe. Video này mình muốn chia sẻ về những cái trải nghiệm của mình, những cái bài học mà mình rút ra được cho bản thân mình. Cho nên có thể là mỗi người là có một cái bài học riêng cho bản thân khác nhau. Cho nên mình hy vọng là những cái trải nghiệm và cái kinh nghiệm mình rút được cho bản thân mình sẽ có thể có bạn ở đó thấy cũng hợp lý thì sẽ lắng nghe. Còn bạn nào không thấy hợp lý thì các bạn có thể nghe để tham khảo. Thì mình làm cái video này nói trên cái phương diện là một người đàn ông. Thì trong xã hội ngày nay bây giờ mặc dù người ta kêu là phụ nữ với đàn ông bây giờ là bằng vai phải lớn đúng không? Nam nữ bình đẳng. Nhưng mà cái từ nam nữ bình đẳng ở đây là các bạn phải tự hiểu đấy rằng bình đẳng ở đây là tức là bình đẳng về cái cơ hội các bạn. Tức là một người phụ nữ là không có thể bị hạn chế bởi bất kỳ cái quyền lợi nào mà đàn ông có thể nhận được. Ví dụ như ngày xưa phụ nữ thì không có quyền bầu cử chẳng hạn đi. Cái này là ở những xứ văn minh thôi nhá. Chứ Việt Nam mình là bây giờ đàn ông cũng chẳng có quyền bầu cử. Ý là mình nói ở cái văn hóa ở bên nước ngoài, phụ nữ ngày xưa không quyền bầu cử mà chỉ có đàn ông. Rồi phụ nữ thì không được học ngành này, ngành kia, ví dụ như vậy. Còn đàn ông thì có thể làm được những cái điều còn lại. Thì đó là cái nam nữ bình đẳng, ý là như vậy. Tức là bây giờ phụ nữ là cũng có thể làm được tất cả những cái điều mà đàn ông có thể làm. Nhưng mà tuy nhiên các bạn, cái cơ thể, cái cơ chế phụ nữ và đàn ông không giống nhau. Các bạn không thể giống nhau được. Các bạn đừng có nghĩ là nam nữ bình đẳng, các bạn cứ dùng cái cụm từ nam nữ bình đẳng mà các bạn không hiểu cái cụm từ nó mang nghĩa là gì cả. Các bạn sinh ra là đàn ông, các bạn phải mạnh mẽ, phải có trách nhiệm với chính bản thân các bạn trước, xong rồi các bạn phải bảo vệ và che chở cho phái yếu, cho trẻ em, cho động vật và với đời, với cha mẹ. Các bạn là người đàn ông mà các bạn. Các bạn phải có trách nhiệm với bản thân các bạn. Bạn không thể đổ được cái trách nhiệm của các bạn lên đầu người khác được. Cha mẹ các bạn cũng không thể đổ lên đầu cha mẹ các bạn được. Không thể. Các bạn phải mạnh mẽ. Phải biết được rằng là xã hội này nó rất là tàn nhẫn các bạn. Và người đàn ông ấy rất là khổ và nhục. Người phụ nữ ấy, khi họ buồn á, họ đăng lên một cái status trên mạng là sẽ có nhiều người người ta quan tâm, người ta quan tâm, chăm sóc, lo lắng. Phụ nữ là luôn được quan tâm nhiều hơn là so với đàn ông. Nhưng đàn ông ấy, họ cuộc đời của họ là những cái chuỗi ngày cô đơn rất là nhiều. Họ đau thì cũng chỉ một mình họ. Họ buồn cũng chỉ một mình họ. Họ hạnh phúc thì họ cũng chỉ có lủi thủi một mình mà thôi. Niềm vui của họ thì họ chỉ có một mình họ hưởng. Và cái nỗi đau của họ chỉ có một mình họ chịu. Các bạn phải chấp nhận với cái thực tại là như vậy. Khi các bạn làm đàn ông là các bạn đã chịu thiệt và các bạn phải chấp nhận cái điều đấy. Và các bạn phải coi như cái điều này là một cái ân huệ. Là cái điều khiến cho các bạn phải mạnh mẽ lên. Và phải bản lĩnh hơn với đời. Ở đây mình không thể nói cái bài học về bản lĩnh cho bất kỳ ai cả. Bởi vì mình á, là một cái thằng rất là nhát cấy. Mình cũng là một cái thằng rất là thất bại, tệ bại. Và đã từng thất vọng với bản thân rất là nhiều. Sống những cái năm tháng đau buồn, không định hướng, không ước mơ. Và chỉ có thể theo đuổi một cái hình bóng, một cái ước mơ mà mình nghĩ trong đầu, luôn luôn muốn thực hiện nhưng mà không bao giờ có thể bắt tay vào để mà thực hiện cho được. Cái đó là những cái năm tháng buồn bã nhất cuộc đời mình. Và mình rất là dễ đổ lỗi cho người khác về những cái sự hoàn hảo, bất hoàn hảo ở bản thân mình. Và đó là cái bài học đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Bài học đầu tiên đó chính là hãy đổ lỗi vào bản thân nhiều hơn. Đừng có đổ lỗi cho người khác. Cuộc đời của các bạn bây giờ đến đâu? Đang ở vị trí nào trong xã hội? Các bạn đang là người gì? Các bạn đang có gì trong tay? Các bạn giàu hay nghèo? Các bạn giỏi hay ngu? Là tất cả là do các bạn hết. Không có do ai. Tất cả là do bản thân các bạn. Điều này là không chỉ con trai mà kể cả con gái cũng tương tự. Cuộc đời của các bạn đến cái thời điểm bây giờ ấy là tất cả là do bạn kiến tạo mà lên. Do tất cả những cái quyết định của các bạn làm ra trong cuộc đời. Những cái quyết định mà bạn đưa ra trong cuộc đời các bạn đã dẫn các bạn đến con người của các bạn ngày hôm nay. Nếu các bạn là một người nghèo nàn, lạc hậu thì các bạn xứng đáng với cái điều đấy. Nếu các bạn là một người dốt nát, không có kiến thức, không có kỹ năng gì để mà có thể tự hào được rằng là mình có những cái kỹ năng đó như vậy, thì các bạn xứng đáng với điều như vậy. Nhưng mà ngược lại, nếu các bạn là một người tự tin lấy bản thân, có cái điều gì đó là tự hào về bản thân, có cái kỹ năng gì tự hào về bản thân, có năng lực tài chính, có thể tự lập, thì đó chính là cái điều mà các bạn nên tự hào. Ý mình ở đây muốn nói là gì? Cái tình trạng hiện tại của các bạn bây giờ đó chính là cái kết tinh của cả cuộc đời của các bạn. Các bạn chọn lựa con đời của cuộc đời của các bạn.
các bạn đã nỗ lực như thế nào, các bạn đã chọn lựa như thế nào, các bạn đã sẵn sàng hy sinh được bao nhiêu. Cho nên tất cả cái điều đó là dẫn đến cuộc đời các bạn hiện tại. Không phải lỗi tại ai cả. Các bạn đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng đổ lỗi cho cha mẹ. Cha mẹ, hoàn cảnh hay là những yếu tố bên ngoài, bạn bè, những yếu tố gì xấu, đó là những yếu tố bên ngoài khách quan. Khi các bạn đến một cái độ tuổi nào đó thì các bạn nhận thức được cái hành động của các bạn rồi. Khi các bạn còn nhỏ, ví dụ như là từ lớp 12 trở xuống, lúc các bạn còn nhỏ, các bạn còn quá ngây thơ thì mình không trách được. Nhưng mà khi các bạn tầm 20 tuổi trở lên rồi thì cái sự thất bại trong cuộc đời của các bạn khi mà sau các bạn sau 20 tuổi thì tất cả đó là lỗi ở các bạn. Các bạn có thể bù đắp được là những cái khoảng thời gian mà các bạn thất bại từ 20 năm đầu tiên của các bạn. Đúng. Các bạn sẽ tự tự trách bản thân rằng, hoặc tự trách gia đình, tự trách hoàn cảnh rằng là đó là do ví dụ như là ngày xưa cha mẹ không hướng mình theo đúng cái ngành mình học muốn. Cha mẹ không đủ điều kiện cho mình đi học. Hoặc là mình bị bạn bè lôi kéo dụ dỗ khiến cho mình không thể tập trung vào những cái thứ mà quan trọng hơn trong cuộc đời mình. Chúng ta rất là dễ đổ lỗi cho người khác mà thay vào đó là tự nhận lỗi vào cho bản thân mình. Bởi vì làm cái điều này á khiến cho cái tâm hồn của con người nó cảm thấy nó an phận hơn được một chút nào đấy. Tức là cảm thấy à, việc mình thất bại bây giờ không phải lỗi tại mình. Tất cả là do lỗi bên thứ ba, không phải tại mình. Là do người khác hại đời mình. Và khi các bạn đổ lỗi trên đầu cho người khác thì các bạn sẽ cảm thấy nó an tâm hơn, nó cảm thấy nó đỡ nhục nhã hơn. Bởi vì cuộc đời mình tệ hại bây giờ ấy, là không phải là do bản thân mà do người khác hại đời mình. Bởi vì vậy, khi các bạn mà đổ lỗi cho người khác thì các bạn sẽ không thể nào rút ra được cái bài học gì cho bản thân mình, và sẽ các bạn sẽ không có hành động nào để đưa các bạn ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại của các bạn. Các bạn sẽ cảm thấy nhục nhã và các bạn sẽ cảm thấy nhu nhược. Các bạn sẽ rất là nhu nhược khi các bạn không có đổ lỗi cho bản thân mình mà chỉ dồn hết lỗi cho bản thân, dồn hết của bản thân, lỗi của bản thân mình dành cho người khác. Ngày xưa mình cũng vậy. Ngày xưa hồi mà mình còn chưa vào đi làm, mình còn chưa ra đời đi làm, mình vẫn còn đang đại học. Xong rồi lúc mình ra ngoài đời mình đi làm, mình không biết được cái công việc gì mình theo dõi, mình mong mong muốn mình theo đuổi. Mình cảm thấy rất là hận, rất là chán. Chán ở chỗ là thứ nhất, mình sinh ra và lớn lên ở một cái giáo dục xã hội chủ nghĩa cộng sản. Nó không hướng con người theo một cái tư duy, một cái gọi là theo đuổi một cái niềm đam mê gì cả. Mà họ chỉ nuôi nấng, họ chỉ rèn ra những con gà trong lò, những con robot mà chỉ biết theo đuổi điểm số, chứ không có biết cách mà theo đuổi cái sở thích của bản thân hoặc là cái năng lực thật sự của bản thân mình. Cho nên mình đã phí 12 năm cuộc đời mình ở Việt Nam không ra cái hệ thống gì. Và đó là cái điều đầu tiên mình đã đổ lỗi vào xã hội. Thứ hai, khi lên đại học, mình học thì ít nhưng mà mình phải cày để mà kiếm tiền sinh hoạt. Với lại mình bị mẹ mình ấy cứ bị sai vặt rất là nhiều. Bởi vì mình ở Nhật, mẹ mình thì có một cái mối làm ăn bên Nhật, cho nên mẹ cứ hay sai vặt mình đi qua đi lại, làm mình tốn rất là nhiều thời gian, cho nên mình chẳng mãi học hành. Cái điều này là sự thật. Điều này là sự thật các bạn. Nhưng mà bởi vì hồi đấy á, mình cứ nghĩ trong đầu là nếu cứ cố gắng giúp mẹ mình thì sau này mình có thể nối nghiệp cái gì đấy, công việc gì của mẹ. Mình đã từng nghĩ như vậy và mình phụ thuộc tất cả cái quyết định cuộc đời của mình vào mẹ của mình, mà mình không có tự làm chủ được bản thân mình. Xong rồi khi ra đời làm việc thì mình cảm thấy là mình đã tốn quá nhiều thời gian cho gia đình và không có tự nuôi nấng, rèn luyện cho bản thân mình. Thế là mình không có một kỹ năng gì, không có một cái điều gì mình tự hào cho bản thân mình. Và mình cảm thấy uất hận. Mình hận là bởi vì mình đã bỏ rất nhiều thời gian để làm những cái điều mà mẹ mình cứ yêu cầu mình làm. Mình cảm thấy là cái sự thất bại của mình là trực tiếp là từ người thân mình hay sao, từ mẹ mình hay sao. Lúc đó mình đã dễ dàng mình đổ lỗi cho mẹ mình lắm. Rất dễ đổ lỗi cho người khác. Nhưng bây giờ mình cảm thấy nó ngược lại rồi các bạn. Hành động của mình á, ngày xưa nó như thế nào là đó là cái điều mà mình chưa có đủ nghị lực. Mình chưa đủ nghị lực để mình đưa ra những cái điều mà mình, ví dụ như là mình không muốn làm nữa. Hoặc là các bạn có thể làm song song. Ví dụ mình có thể vừa song song, mình vừa giúp mẹ, mình vừa phải cố gắng nỗ lực xây dựng, học một cái kỹ năng, hoặc là phải cố gắng làm được cái điều gì đó mà nó to tát hơn cho bản thân mình. Chứ đừng có phụ thuộc tất cả vào một thứ cả. Cái điều đó là cái điều mà suy nghĩ mà nó rất là trẻ con, suy nghĩ rất là bồng bột. Luôn luôn phải có những phương án thứ hai cả. Và chính vì thế,
Bởi vì bản thân mình không làm được điều đấy, cho nên cái đó là lỗi ở bản thân mình, không thể là đổ lỗi cho mẹ mình hay là người thân mình, hay bất kỳ ai trong cuộc đời này. Học cách đổ lỗi cho bản thân nhiều hơn. Các bạn thất bại là tại các bạn. Các bạn thành công là cũng là nhờ vào các bạn. Đừng có mong đợi, đừng có trông chờ vào ai cả. Các bạn phải biết tự lập lấy với những cái quyết định mà các bạn đưa ra cho các bạn. Nhất là các bạn đàn ông. Đàn ông là các bạn phải tự biết được quyết định cái quyết định của các bạn. Bởi vì các bạn sau này nó không chỉ có lo cho bản thân các bạn. Các bạn còn phải lo cho gia đình, các bạn còn phải định hướng cho gia đình của các bạn nữa. Trách nhiệm đàn ông nó cao cả, khó khăn nó mệt mỏi lắm các bạn. Không dễ dàng đâu. Điều thứ hai mình học được trong cuộc đời mình đó chính là đừng theo đuổi sự hoàn hảo. Đừng theo đuổi sự hoàn hảo tức là sao? Các bạn biết rồi. Bởi vì con người ấy, khó kiểu như là có thể bắt đầu làm một cái thứ gì đó mà họ không có quen. Khi mà mình ví dụ giống như là như thế này đi. Lúc bắt đầu mình mới học học cách lập trình, mình kiểu cứ muốn hoàn hảo, mình phải viết những cái code mà nó rất là hoàn hảo, nó đẹp mắt, nhưng mà nó không cần nhất thiết phải như vậy các bạn. Đầu tiên là các bạn viết những cái code mà nó thứ nhất là nó giải quyết được cái vấn đề của các bạn đã. Sau đó các bạn từ từ đó và các bạn cải thiện dần dần lên cái bài làm của các bạn. Các bạn đừng có phải cố gắng phải hoàn hảo ngay từ ban đầu. Những cái gì các bạn mới làm từ ban đầu ấy, thường nó không hoàn hảo cả. Và điều đó là ok. Chính vì các bạn sợ mình không hoàn hảo từ ban đầu, cho nên các bạn sẽ không có đủ nghị lực để các bạn bắt đầu những cái việc gì đó mà nó cơ bản nhất. Ví dụ giống như là các bạn muốn học một cái nhạc cụ, các bạn học piano. Những ngày đầu tiên các bạn đánh nó nghe nó dở tệ, nó không ra cái thể thống gì cả, cho nên các bạn cảm thấy bị nhụt chí. Nhưng mà một cái quãng đường đi 1.000 bước luôn luôn bắt đầu bằng bởi một cái bước đầu tiên cả. Cái bước đầu tiên mà các bạn không bước đi thì làm sao các bạn bước được bước thứ hai, bước thứ ba, rồi bước thứ 10, bước thứ 100. Mình đã nhận thấy cái điều này rất là đau đớn. Chính vì mình kiểu như là không có thích cái sự gọi là, tức là mình luôn luôn mình muốn cái sự hoàn hảo. Mình muốn á, mình luôn mình nóng vội, mình muốn là nó phải tốt đẹp ngay từ cái lần đầu tiên mình làm. Cho nên mình phải tính toán chi ly. Trước khi mình làm bất kỳ, mình ra kế hoạch gì, mình làm cái việc gì đó, là mình cứ phải tính toán thật kỹ để cho nó hoàn hảo cho bằng được cơ. Rốt cuộc tính toán thì nhiều mà rốt cuộc chẳng dám làm. Và chính vì thế cho nên nó cứ trì hoãn mãi, rốt cuộc chẳng làm được cái con mẹ gì hết. Theo đuổi hoàn hảo là tốt, nhưng mà đừng có theo đuổi nó quá trong khi bản thân mình chưa có làm được cái gì cả. Cho nên á, bài học mình học cho bản thân mình, đừng theo đuổi hoàn hảo quá. Cứ làm đi, cứ thử làm đi. Các bạn chưa làm podcast bao giờ đúng không? Các bạn sợ nó dở đúng không? Cứ bật macro lên là nói cũng được, nói dở cũng được, không có thứ gì nói cũng được. Có cái thứ gì trong đầu là cứ rặn ra. Cái đó là một cái điều đầu tiên. Các bạn chơi piano dở đúng không? Kệ mẹ nó, cứ gõ đại đi, cứ gõ đại, cứ quýnh đại đi. Học piano bây giờ ấy, nó không cần nhất thiết là cứ phải đọc được nốt nhạc. Các bạn nghe có vẻ nó bất hợp lý, nhưng bây giờ ấy, nhiều người học piano bằng tai nhiều lắm. Và nốt nhạc ấy, có là chỉ là để học đánh những cái bài mà nó cổ điển, hoặc đọc học đánh những cái bài khác mà của người khác viết lại thôi. Học đánh piano cũng không nhất thiết là cứ phải biết đọc nốt nhạc mới là đánh được piano. Lập trình cũng vậy, không nhất thiết các bạn phải biết được những cái algorithm, tức là những cái thuật toán mà cao siêu để vào giải quyết những cái vấn đề của các bạn. Các bạn hãy gọi là gỡ bỏ một cái vấn đề mà nó khó khăn, các bạn hãy làm cho nó đơn giản lại, chia ra thành nhiều khúc nhiều mảnh. Sau đó các bạn giải quyết những cái vấn đề nhỏ nó thành những vấn đề nhỏ. Khi các bạn giải quyết được những cái vấn đề nhỏ đó xong rồi thì các bạn sẽ có thể giải quyết được vấn đề lớn hơn một cách dễ dàng hơn. Người ta có câu là phải lo được cái nhỏ, cái bé trước thì mới tính được cái to tát sau. Thì đó là một cái tiêu chí của mình khi mà mình luôn tự nhủ với bản thân rằng là đừng có cố gắng hoàn hảo mọi thứ quá làm gì cả. Giải quyết cái thứ nhỏ nhặt trước đã. Và đừng có sợ mình không có làm tốt được bất kỳ thứ gì ngay từ ban đầu. Cứ làm đi. Các bạn cứ tính toán, các bạn cứ lập kế hoạch nhiều cho lắm vô, rồi các bạn cảm thấy là chết cha nó nhiều thứ quá, mình không thể làm hết được. Bởi vì các bạn càng tính toán nhiều, các bạn càng dễ bị nhụt chí. Các bạn muốn mở một công ty, các bạn muốn mở một cái nhà hàng, nếu các bạn cứ vẽ ra quá nhiều thì các bạn sẽ cảm thấy sợ hãi. Đầu tiên cứ tính toán đơn giản thôi. Tính toán đơn giản. Đầu tiên là mở nhỏ nhỏ thôi. Mở một cái góc nhỏ, cái góc phố nhỏ ở đấy. Ví dụ cái nhà các bạn có cái sân vườn đủ được làm cái quán ăn đúng không các bạn? Bày biện ghế ra, học nấu vài món, bày ra rồi treo biển lên ở ngay trước nhà các bạn. Vậy là các bạn đã có quán ăn rồi. Đừng có nghĩ quá là khó khăn phức tạp. Món ăn các bạn có làm ngày đầu tiên có thể dở, nhưng mà các bạn có thể từ từ các bạn giỏi lên dần. Ở đây ý mình không muốn nói là kệ đi, làm dở tệ cũng được, không cần phải cố gắng hoàn hảo. Cố gắng hoàn hảo là cái mục tiêu cuối cùng mà tất cả chúng ta đều phải muốn, chúng ta đều phải có, chúng ta đều phải hướng đến.
làm cái việc gì cũng phải hiện hướng đến hoàn hảo cả. Nhưng đó là cái vị trí mà các bạn đã khá là tốt ở một cái lĩnh vực nào đó rồi. Ví dụ các bạn đã lập trình một cái lĩnh vực ở đó, các bạn cảm thấy khá tốt rồi, thì các bạn mới tính đến những cái con đường tốt đẹp hơn, các bạn cải thiện vấn đề tốt đẹp hơn khi các bạn đến một cái lĩnh vực ở đấy. Nhưng khi các bạn mà cứ so sánh cả bản thân các bạn với những cái người mà rất khá là giỏi, rất là giỏi trong cái lĩnh vực các bạn đang quan tâm đến, thì các bạn dễ bị nhụt chí lắm. Các bạn muốn chơi piano, các bạn muốn chơi đàn guitar, mà các bạn cứ toàn coi video những cái người mà chơi đàn guitar piano siêu giỏi trên YouTube ấy, thì các bạn dễ bị nhụt chí lắm. Mình biết, mình dễ bị nhụt chí lắm. Chính vì vậy cho nên mình chẳng làm được cái thứ gì có ích trong cuộc đời mình, bản thân mình cả. Cứ muốn là nó mong đến cái sự hoàn hảo, mong cái sự hoàn hảo mãi, là rốt cuộc mình sẽ không có đạt được cái điều mà mình muốn, mặc dù cái bước đầu tiên là cái bước đơn giản nhất, cái bước cơ bản sơ khai nhất mà chúng ta nó chưa thể làm được, thì làm sao mà tính đến được cái bước 100. Ngày xưa chúng ta trước khi làm người lớn, biết đọc biết viết, chúng ta cũng phải đánh vần A B C cơ mà. Cho nên khi các bạn muốn làm cái gì đó, cứ làm đi, just do it, đừng có suy nghĩ quá là dài. Khi các bạn làm được một vài bước đầu tiên rồi thì mọi thứ còn lại nó sẽ xảy ra một cách tự nhiên lắm. Đó là cái bài học thứ hai mình đã học được, rút kinh nghiệm cho bản thân mình, đó là đừng có theo đuổi sự hoàn hảo mà hãy bắt tay làm ngay cái việc đó. Một cái bài học thứ ba mình học được cho bản thân mình, đó chính là đừng sợ hãi bởi cảm giác cô đơn, mà ngược lại hãy lấy sức mạnh từ cái cảm giác cô đơn đó. Vì sao mình có cái bài học này? Các bạn biết đấy, mình là một trong những cái người phận Việt Nam, người Việt Nam á, mà tủi nhục đi sang nước ngoài du học đi làm. Các bạn biết rồi đấy, người Việt Nam ấy là có một cái số phận mà rất là hẩm hiu so với những cái sắc dân dân tộc khác. Nếu mà là một cái thằng Nhật Bản, nó sinh ra và lớn lên thì rất có khả năng 99% là nó sẽ ở cái cả cái cuộc đời của nó ở Nhật Bản, chứ nó không có cần đi ở cái nước chó đẻ nào khác. Mình xin lỗi nhé, bởi vì mình xin lỗi mình chửi bậy, bởi vì mình cảm thấy rất là bức xúc. Tại sao mình là người Việt Nam mà mình phải ở nước ngoài? Tại sao? Các bạn sẽ là có nhiều người không hiểu vấn đề là nói là mày tự mà đi, chứ ai mướn mày đi đâu. Có nhiều bạn sẽ nói như vậy, mày đi là bởi bản thân mày. Mày muốn ở cái nước giàu mạnh hơn, văn minh hơn thì tại thì mày đi. Đó là do lỗi bản thân mày. Thì đúng thật. Thì đúng thật. Nhưng mà bây giờ mình hỏi ngược lại các bạn nhé. Tại sao mình lại sai khi mà mình muốn cái điều tốt nhất cho bản thân mình hả? Bây giờ mình nói thật cho các bạn nhé. Nếu các bạn chọn, nếu mà các bạn có thể ở được một quốc gia giàu hơn và ở một quốc gia nghèo hơn, các bạn có hai cái sự lựa chọn. Một quốc gia giàu hơn và có nhiều cái sự tốt đẹp hơn, và một quốc gia kém phát triển hơn, thì các bạn sẽ ở nước nào? Các bạn chắc chắn là sẽ chọn quốc gia có phát triển hơn nếu các bạn có điều kiện, đúng không các bạn? Vậy thì tại sao mình lại sai? Tại sao mình lại có lỗi khi mình chọn cái điều đấy? Mình không sai. Không ai sai cả khi mà họ muốn được cái điều tốt đẹp nhất cho bản thân họ. Không ai sai cả khi muốn cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Bây giờ đừng có cái tư duy mà kiểu giống như là túp lều tranh mà hai trái tim vàng. Không có đâu. Cuộc đời này nó bạc bẽo lắm. Nghèo là không hạnh phúc, thiếu tiền là không hạnh phúc. Đừng có nói kiểu như là hạnh phúc là khi mà vật chất bị thiếu thốn. Khi mà bị thiếu thốn là con người không có hạnh phúc, không có tình cảm được gì với nhau cả. Bởi vì người ta sẽ tình cảm với nhau được tốt hơn, đẹp hơn khi mà họ đã thỏa mãn được những cái nhu cầu thiết yếu nhất xung quanh của họ rồi. Thì họ mới có cái dư giả trong cái trái tim của họ để mà họ tốt đẹp hơn, tình cảm hơn đối với những người khác, với người thân và gia đình. Cho nên việc mình phải ở nước ngoài, mình không thể ở được nước của mình là bởi vì mình mong muốn theo đuổi được cái thứ tốt đẹp nhất cho mình. Và mình cảm thấy cái điều đó rất là bực mình và sợ hãi. Tại sao Việt Nam không đủ tốt để mình có thể cảm thấy an phận hơn ở Việt Nam? Tại sao? Mình lại nói quá lạc với chủ đề rồi. Nhưng ý mình muốn nói là việc mình ở Nhật Bản là cái việc mà rất nhiều người giống như mình đang hiện tại giống như mình như vậy. Các bạn đừng có nghĩ trường hợp mình là gì đặc biệt hay là gì cả. Có hàng trăm nghìn người ở Nhật Bản, hàng trăm nghìn người, thậm chí mình nói có thể tính những cái bọn mà trốn ở lại ở cư trú bất hợp pháp ấy, là cái bọn này tính ra là người Việt ở Nhật Bản phải 700.000 người, rất đông các bạn. Mà đây tính cả Nhật Bản thôi đó, chứ mình chưa nói Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Canada, Úc, đông lắm. Người Việt ở nước ngoài đông lắm, cho nên các bạn đừng có nói là trường hợp mình là cá biệt. Không có, mình chỉ là cái con kiến trong cái hạt cát, trong cái số biển người người Việt mà kiểu như tuồn ra nước ngoài rồi thôi, họ không ở được Việt Nam. Và ý mình muốn nói ở đây là gì, khi những người Việt này sang nước ngoài là họ rất dễ bị cô đơn. Mình nói dài nói dòng từ nãy giờ, nhưng ý mình muốn tạo ra một cái bối cảnh cho các bạn biết là người Việt nước ngoài rất dễ bị cô đơn. Cô đơn là vì sao? Bởi vì xung quanh toàn là người nước ngoài, người bản địa, có mấy người Việt đâu, rất ít người Việt, không không cùng tiếng nói, không cùng văn hóa. Những người Việt mới ngày đầu tiên, mà mới đến những ngày đầu tiên, họ cô đơn ghê lắm, cô độc ghê lắm các bạn, không phải đùa đâu.
mình ở lâu rồi cho nên mình quen rồi, chứ những người mà mới qua là cô đơn lắm, than thân trách phận rồi chán đời, rồi chê bai Nhật Bản, rồi chê bai tư bản, chê bai rồi này nọ, rồi Việt Nam mà hơn rất là nhiều, đồ ăn thì ngon rồi, quen miệng rồi, người thân bạn bè ở bên Việt Nam đông hơn, dễ kiếm người yêu hơn, cảm giác cô đơn lắm. Và cái điều này á rất dễ khiến con người bị trầm cảm, mình đã từng bị vậy vậy rất là nhiều. Nhưng mình đã học cách được tiếp nhận, tiếp xúc với cô đơn. Mình đã coi cô đơn làm bạn, mình đã biến cô đơn làm bạn của mình. Và các bạn, kể cả những cái bạn ở Việt Nam cũng vậy, các bạn có thể là không cô đơn bằng chúng tôi ở đây, nhưng các bạn cũng không thể tránh được những cái nỗi cảm giác cô đơn, đúng không? Đâu phải các bạn ở Việt Nam là các bạn không cô đơn đâu. Các bạn cũng dễ bị cô đơn. Các bạn cô đơn có thể là bởi vì không hẳn là cô đơn ở đây, không phải ở đây chỉ ở chỗ là không có người yêu thì gọi là cô đơn. Đôi lúc các bạn không có bạn bè, không có người mà các bạn có thể thật sự các bạn tin tưởng được, các bạn thật sự gọi là có bạn để mà nghĩ rằng là bạn có thể tin tưởng được, có thể hy sinh được, có thể entrust được, tức là kể được những cái câu chuyện mà riêng tư nhất của các bạn cho cái người đấy. Đó là khi các bạn cảm giác cô đơn là như vậy, không có ai để mà tâm sự cả, chỉ có bản thân các bạn để mà các bạn tự tâm sự cái nỗi niềm của bạn cho với những các bạn thôi. Đó là cái cảm giác cô đơn, cảm giác cô đơn ai ai cũng sẽ gặp trong cuộc đời cả. Cho nên á, những cái người yếu á, những cái người mà yếu đuối á, là những cái người không thể tiếp xúc được với cô đơn. Họ sẽ phải luôn luôn họ phải ra nhậu nhẹt kiếm với bạn bè, họ luôn luôn họ ngồi ngoài bàn nhậu là bởi vì vậy các bạn, bởi vì họ bị cô đơn, họ không có cái năng lực mà tiếp xúc với cô đơn, và chính bản thân họ họ không có cái sức mạnh để mà đối diện với cô đơn của họ. Những người đó là những người yếu đuối, không có nghị lực. Những người mạnh mẽ là những người biết tiếp nhận, biết tiếp xúc với cô đơn của chính bản thân mình và coi cô đơn nó làm bạn. Và cái thời gian các bạn cô đơn là cái thời gian các bạn suy nghĩ về bản thân các bạn rất là nhiều. Các bạn chiêm nghiệm ra con người bạn là ai, các bạn mạnh đến gì, các bạn yếu đến gì, các bạn cần cái gì, các bạn cần cải thiện cái gì, cuộc đời các bạn sẽ đi đến đâu. Và cái thời gian các bạn cô đơn là cái thời gian các bạn có thể nghĩ ra được cuộc đời các bạn sâu sắc nhất. Bởi vì mình nói là các bạn, khi các bạn ở với người khác, các bạn sẽ không có thời gian để suy nghĩ cho bản thân các bạn. Chắc chắn là 100% là như vậy. Khi các bạn đi ăn nhậu, khi các bạn nói chuyện với ai, khi các bạn giao tiếp với ai, là các bạn sẽ bỏ ra, thì các bạn sẽ hy sinh cái thời gian tạm thời của bản thân các bạn cho người khác. Và cái thời gian của các bạn cho người khác này là cái thời gian các bạn phải nên thận trọng khi các bạn sử dụng. Người đó có đáng để mà mình bỏ thời gian ra cho người đó không? Có đáng hay không? Nếu mà là người thân của mình á thì rất là đáng. Nếu mà là người yêu của mình á cũng khá là đáng. Nếu mà là anh em trong nhà mình cũng khá là đáng. Nhưng nếu họ chỉ là người lạ thôi, chỉ là bạn bè bình thường thôi, giao lưu thôi, thì các bạn phải nên lựa chọn thật là kỹ càng cái thời gian các bạn dành ra cho người khác. Không phải là cứ thấy chán rồi cái là ới nhau ra, cái là cà phê, ới nhau ra cái là ra ngoài ăn nhậu, ới ra cái là tụ tập đàn đúm mà không hiểu để ra để làm cái gì. Các bạn phải học cách cô đơn hơn thôi. Khi các bạn cô đơn hơn, các bạn sẽ nhận ra được cái bản thân các bạn cần gì, các bạn muốn gì. Ở đây mình không có nói là các bạn hãy vứt bỏ bạn bè các bạn đi, không. Bạn bè là một cái điều rất quan trọng đối với bất kỳ cuộc đời con người nào. Mình ở đây mình cũng có bạn chứ, chứ đâu phải mình kể như này các bạn nghĩ là cái thằng này chắc là thất bại lắm, nó không có bạn bè, là một cái thằng không có giao lưu với ai cả. Mình có bạn nhưng mà mình lựa bạn rất là kỹ. Bạn bè ở đây á là chúng ta phải chú trọng đến cái chất lượng hơn là cái số lượng. Nếu mà ngẫm qua ngẫm lại cuộc đời mình á, đến bây giờ mình chỉ có một người bạn duy nhất, chỉ có một người bạn mà thôi. Và cái thằng này á mình liên lạc với nó hàng ngày, đó là một cái tình bạn đích thực, một cái người bạn mà mình không có ngại ngần một cái việc gì cả. Mình đã liên lạc với nó đã 8 năm nay rồi. Các bạn cứ tưởng tượng đi, ngày nào mình cũng có cái chuyện để mà mình nói chuyện với nó, dù là ít hay ngắn hay nhiều, 5 phút đến 10 phút mình cũng có thứ để mình nói với nó. Nhiều lúc mình chỉ nói nhảm với nó thôi, bạn bè là thế đó các bạn. Nhưng mà không phải vì cái điều đấy mà mình quên được cái mục đích của bản thân mình. Bạn là bạn nhưng mà bè cũng có. Bạn bè hay gì chăng nữa thì họ cũng chỉ là người lạ trong cuộc đời các bạn thôi. Khi mà các bạn lâm nguy, có những người bạn đó có chắc gì đã cứu giúp được các bạn, đúng không các bạn? Khi các bạn lâm nguy, khi các bạn thiếu tiền, khi các bạn thật sự là khốn cùng, thì có thật sự là sẽ có bao nhiêu người đến giúp đỡ các bạn? Chỉ có bản thân các bạn là tự cứu các bạn mà thôi, hoặc là người thân các bạn, cùng lắm là như thế thôi. Bạn bè chăng nữa cũng chỉ là người lạ mà thôi, họ chỉ có thể quan tâm được cái mức độ nào đó. Ở đây mình không nói là vứt bỏ bạn bè đi hết, nhưng các bạn hãy giao lưu với bạn bè và các bạn biết được rằng là ấy, khi các bạn lâm nguy thì chỉ có các bạn mới tự cứu được bản thân mình các bạn thôi mà thôi. Đặc biệt là đàn ông, phụ nữ khi họ lâm nguy thì còn có những cái thằng mà giải gái nó còn đến giúp được. Nhưng đàn ông ấy, khi mà họ gặp vấn đề thì chỉ có chính bản thân họ tự giải quyết vấn đề của bản thân họ thôi, không ai giải quyết vấn đề cho đàn ông cả. Và các bạn hãy dành những cái thời gian mà các bạn cô đơn để các bạn nghĩ về cái cuộc đời và cái nhận định, cái hướng đi cuộc đời của các bạn. Cuộc đời các bạn đến đây là đã tốt đẹp hay hay chưa? Các bạn mãn nguyện với cuộc đời của các bạn hay chưa?
Và cái điều này là cái điều mình có thể rút ra được bản thân mình. Mình cảm thấy cô đơn rất là nhiều, nhưng mình cảm thấy rất là vui. Bởi vì mình đã, những cái thời gian cô đơn, mình đã rút và chiêm nghiệm được hơn rất là nhiều bản thân mình. Mình sinh và lớn lên ở xã hội cộng sản, xã hội chủ nghĩa. Mình đổ lỗi rất là nhiều cho vào xã hội và hoàn cảnh. Nhưng mà không vì thế mà mình buông bỏ tất cả. Mình phải cố gắng vượt qua nỗ lực, cái sự nỗi đau của mình phải vượt qua để mà có thể tốt đẹp hơn cho bản thân mình, và cũng giống như là cho xã hội và tất cả mọi người xung quanh. Mình mới chỉ có nêu 3 lý do thôi, mình mới chỉ nêu được 3 điều thôi, nhưng mà video quá dài, là mình không ngờ lại quá dài như thế này. Trong video này mình còn 2 điều nữa, nhưng mà có thể mình sẽ nói với các bạn những 2 điều này còn lại về sau. Nhưng mà mình nói luôn cho các bạn, cái điều thứ tư là mình muốn nói với các bạn, đó là các bạn hãy dành thời gian rảnh để đầu tư cho bản thân các bạn. Các bạn học thứ gì đó, không lãng phí quỹ thời gian của bản thân mình. Cái điều thứ tư này mình sẽ nói về về sau. Nhưng mà ở đây là các bạn biết rồi, quỹ thời gian của người tất cả đều như nhau cả. Con người ai cũng chỉ có 24 tiếng trong một ngày mà thôi. Cho nên á, người này tiến xa hơn người kia là phụ thuộc vào người đấy đã dành ra một ngày, họ đã làm được gì trong một ngày đó. Và con người tuổi thọ chỉ có hạn mà thôi. Tính một tính lại cuộc đời trôi nhanh lắm. Thời gian nó hết nhanh lắm, nó vèo vèo véo véo. Nhiều lúc ngó và ngó lại, thế đéo nào mà trôi qua 5 năm rồi, thế đéo nào trôi qua 10 năm rồi. Mình không hiểu luôn đấy. Mình xin lỗi mình chửi bậy nhé. Nhưng mà nhiều lúc ngẫm nghĩ lại, thời gian nó trôi quá nhanh. Nó quá nhanh đi, nó một cách đáng sợ luôn. Mình ngẫm nghĩ lại 5 năm trước và so sánh lại bản thân mình bây giờ cũng chẳng khác gì mấy. Là cảm giác nó rất là bất lực, nó rất là buồn rầu. Các bạn khi mà so sánh cái thời gian của mình, ví dụ so sánh năm ngoái, các bạn có tốt đẹp hơn cái gì không? Nếu các bạn cảm thấy một năm qua mình đã đạt được những cái điều gì mà tốt hơn như năm ngoái, thì các bạn hãy nên tự hào về cái điều đấy. Các bạn đã nỗ lực trong một năm qua. Trong một năm qua các bạn đã cố gắng được rất là nhiều. Các bạn phải luôn luôn cảm thấy tự hào về những cái điều mà các bạn đã đạt được. Cho nên cái quỹ thời gian các bạn có được, các bạn phải luôn luôn, các bạn phải nhận thức được. Các bạn phải luôn luôn nhận thức được, có thể các bạn là chưa có nỗ lực bây giờ. Đúng. Các bạn có thể hiện tại các bạn chưa nỗ lực. Nhưng các bạn hãy luôn nhận thức rằng là thời gian đang trôi đi các bạn nhé. Thời gian đang trôi đi hàng ngày hàng giờ. Đương nhiên, mục tiêu của con người mỗi người là khác nhau. Chúng ta không nhất thiết là cứ phải theo đuổi một cái cuộc đua mà nó rất là mệt nhọc làm chi cả. Không cần như vậy. Cuộc đời con người nhiều lúc họ không cần phải quá là phức tạp. Nhiều lúc họ chỉ cần đơn giản mà thôi. Nhưng mà cái đó là cái điều mình nghĩ là những cái điều mà tự nhủ của chính bản thân họ trong lòng mà thôi. Trong lòng ai đó đều có cái sự khát vọng, cháy vọng bản thân gì đó. Chắc chắn trong vòng trong trong bất kỳ ai trong bản thân chúng ta đều có một cái điều gì đó họ muốn làm trong cuộc đời của họ. Điều đó là to hay nhỏ mà thôi. Cho nên các bạn phải làm sao mà để cuộc đời các bạn có thể mà có đủ điều kiện để các bạn có thể theo đuổi được những cái điều mà các bạn quan tâm nhất. Ví dụ giống như là bạn có nhiều thời gian để các bạn đánh đàn hơn, các bạn tham gia vào những cái gọi là những cái tiết mục văn nghệ âm nhạc, các bạn tự thưởng thức được âm nhạc, tự sáng tác được âm nhạc, tự gõ được đàn, thì các bạn phải làm sao nốt được cuộc đời các bạn để các bạn tạo ra được cái điều kiện của các bạn để các bạn có thể làm được cái điều mà mình muốn. Và đó là cái điều mà mình muốn nói với tất cả mọi người. Bởi vì ở đây mình nói là nó sẽ gây ra cảm giác hiểu lầm là mày phải sống vội đi. Sống vội đi, kiểu như là đừng có hưởng thụ. Các bạn nghe là sẽ hiểu nhầm mình nói như vậy. Nhưng mà không, không phải. Mình chỉ nói đơn thuần là tất cả chúng ta đều có thứ chúng ta đều muốn làm. Đừng có nói là các bạn không có. Nếu các bạn nói là các bạn không có điều mà các bạn ước mong, các bạn đều muốn làm trong cuộc đời các bạn, thì các bạn nói nó dối, nói xạo. Kể cả một cái thằng bợm nhậu cũng muốn hạnh phúc. Kể cả một cái thằng thất bại trong cuộc đời cũng muốn hạnh phúc. Ai ai cũng muốn cả. Và chúng ta phải biết nhận biết được rằng là quỹ thời gian nó đang trôi đi rất là nhanh. Và chúng ta phải nhận thức được là điều chúng ta đã làm là gì trong thời gian qua. Nhiều lúc ấy, không cần phải nỗ lực, nhưng chúng ta phải biết được cái điều chúng ta đã làm qua một thời gian qua là gì. Một tháng qua chúng ta đã làm được gì. Một tuần qua chúng ta đã làm được cái gì. Ngày hôm nay đã làm được cái gì. Rồi phải rút ra được bài học cho ngày hôm đó, tháng đó, năm đó, thập kỷ đó. Điều cuối cùng là cái điều mình muốn dành cho các bạn nam. Đó là các bạn nam là một người đàn ông mạnh mẽ, vững chãi. Thì các bạn có trách nhiệm rất là lớn các bạn. Các bạn có trách nhiệm không chỉ ở đàn ông, ở lộn, không chỉ ở các bạn. Tức là các bạn phải lo được cho bản thân các bạn là một chuyện rồi. Nhưng các bạn sau này các bạn còn phải lo cho người phụ nữ của cô các bạn nữa. Các bạn đừng có nghĩ là sau này là người phụ nữ cũng để vợ đi làm để mà kiếm tiền luôn cho gia đình. Các bạn đừng có nghĩ như thế. Đương nhiên á, nếu mà người vợ của mình có thể đi làm kiếm tiền luôn á, thì đó là cái điều mình cảm thấy rất là may mắn, cảm thấy rất là hạnh phúc. Và mình phải trân trọng vợ của mình, trân trọng người yêu của mình. Khi người yêu của mình đi cũng đi làm kiếm tiền để mà gây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Và cái điều đó là điều mình phải biết ơn, vui và phải trân trọng cô ấy. Trân trọng cô ấy hơn rất là nhiều. Chứ không thể coi cái điều đó là dĩ nhiên được. Một người đàn ông là phải một người có thể sẵn sàng mà có thể nói người phụ nữ là em ở nhà đi, anh nuôi. Mặc dù mình chưa đủ nghị lực để mình nói được ngay câu đấy. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà dồn hết những cái trách nhiệm là cho người phụ nữ được. Người phụ nữ ấy, cái chức năng chính của họ mà từ ngàn xưa, từ thuở xưa giờ, đó chính là nuôi nấng dạy bảo, chăm sóc và đưa tình thương cho con cái, cho gia đình, cái tổ ấm. Và đó là cái trách nhiệm rất là cao cả, chứ không phải là một cái trách nhiệm kiểu như là thấp bé. Một trách nhiệm rất là lớn, thậm chí còn lớn hơn cả cái người đàn ông đi làm nữa. Người đàn ông chỉ có đi làm là kiếm tiền vô, nhiều lúc chẳng còn suy nghĩ còn mẹ gì. Nhưng người phụ nữ mới là người quan trọng. Không có người phụ nữ là gia đình tan nát. Cho nên các bạn đừng có nghĩ người phụ nữ mà ở nhà chăm sóc gia đình là họ không có làm được gì có ích cả. Họ mới là quan trọng hơn là các bạn đấy, cái bọn đàn ông nhé. Họ quan trọng hơn là cái bọn đàn ông đi làm kiếm tiền đấy. Đi làm kiếm tiền đấy, có còn mẹ đâu mà khó. Chẳng gì khó cả, thật sự luôn. Đi làm theo như công thức thôi. Các bạn có phải mở công ty hay là cái gì đâu. Lúc các bạn mở công ty điều hành thì nó khó là khác. Nhưng khi các bạn đi làm, đi ăn lương rồi thì kiểu gì nó chỉ nằm trong công thức thôi. Làm thì ba rem mà thôi. Thật sự luôn, có còn mẹ gì đâu. Phận làm cu li mà. Nó mệt là nó mệt cái xác. Nhưng mà trách nhiệm của các bạn nó chẳng có cái gì cả. Nhưng mà đương nhiên ý mình nói là thế. Trong một cái gia đình là trách nhiệm của đàn ông và người phụ nữ nó đều phải như nhau. Như nhau đây là phụ nữ là nuôi nấng, người đàn ông là đem lại cái của cải vật chất. Để mà người phụ nữ dùng của cái vật chất đó làm thế nào để mà tạo được một cái tổ ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng cái xã hội bây giờ ấy, là cái xã hội bây giờ phụ nữ cũng đi làm. Cho nên nhiều lúc ấy, mọi người cứ bị nhầm lẫn rằng là phụ nữ cũng phải nên đi kiếm tiền như đàn ông. Nhưng mà điều này là mình nghĩ là không nên coi nó là điều dĩ nhiên. Nếu vợ mình, nếu bạn gái mình cũng đi làm được, cũng kiếm tiền được thì mình rất là biết ơn cô ấy. Nhưng mà mình sẽ không có luôn luôn là mình thúc ép, kiểu như bắt buộc cô ấy là cô ấy phải làm cả đời hay là gì cả. Mình phải hướng làm sao, mình phải nỗ lực làm sao để mình có thể tạo ra được một cái môi trường gì đó mà cái người đem lại của cái vật chất chỉ là người đàn ông mà thôi. Đó là cái trách nhiệm của đàn ông, của người đàn ông đó các bạn. Mà các bạn ấy, không, đàn ông không phải chỉ đơn giản là đi làm kiếm tiền đâu. Các bạn còn phải biết sửa chữa những cái thứ mà hỏng hóc trong nhà. Các bạn phải biết sửa chữa, các bạn phải biết máy móc. Ở đây không phải là cái thứ gì quá là phức tạp. Nhiều lúc á, bóng đèn là bị hỏng, các bạn phải biết tự thay. Nhiều lúc nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nhiều thằng đàn ông bây giờ nó không biết làm. Biết cách nấu ăn, biết cách sơn tường, biết cách thay cái cửa. Nó vậy á. Nhưng mà không phải thằng đàn ông nào cũng biết làm đâu. Làm đàn ông là phải biết được là phải có trách nhiệm rất là lớn đối với bản thân của chính họ. Và kể cả với người mà quan tâm, gia đình, cha mẹ, người yêu, vợ, con cái. Đó là trách nhiệm của người đàn ông các bạn. Đau đớn và khổ lắm. Ở đây mình nói, nhiều bạn sẽ nói là mày nói gì quá. Bây giờ thấy nhiều thằng đàn ông nó còn tàn, kiểu chẳng là con mẹ gì. Nhiều lúc nó còn ăn bám, nó còn rút váy phụ nữ nữa. Cái đó là không phải đàn ông. Cái đó là những cái thằng kiểu như là thất bại. Mình nhìn là những cái người như vậy là bằng nửa con mắt. Những cái người mà không có bản lĩnh. Những cái người kiểu như là dựa váy ở phụ nữ. Những người ăn bám phụ nữ. Những người mà coi phụ nữ không ra cái gì là những người mình khinh nhất. Phụ nữ là những người cần phải đáng là trân trọng. Trân trọng nhất là khi họ dành những thời gian trẻ nhất cuộc đời của họ dành cho bản thân các bạn. Phụ nữ lúc họ còn trẻ là giá trị của họ lớn nhất. Nhưng mà họ đã hy sinh cái thời gian tuổi trẻ các bạn cho các bạn rồi thì các bạn phải trân trọng cái điều đấy. Bởi vì khi mà họ càng lớn tuổi lên là cái giá trị của họ càng giảm đi. Bởi vì cái giá trị người phụ nữ là nằm ở cái vẻ đẹp của họ. Các bạn có thể nói là mày sexist quá, là mày phân biệt giới tính quá. Không có đâu. Mình nói những cái gì mà thật chất nhất thôi. Nếu thế thì tại sao nhiều người phụ nữ đăng lên mạng xã hội này khoe bản thân mình làm chi vậy? Khoe đẹp lên bản thân chi vậy? Bởi vì họ biết cái giá trị của họ là ở cái điểm đấy. Và không có gì là sai. Phái yếu là cái phái luôn luôn là phải show ra cái điều vẻ đẹp của mình để mà còn attract cái phái mạnh. Tức là để còn cua cái phái mạnh. Và phái mạnh phải có một cái chức năng, đó chính là phải cung cấp, phải tạo ra cái điều kiện, tạo ra cái năng, phải tạo ra cái chỗ dựa tinh thần, tạo ra cái chỗ dựa về vật chất cho cái phái yếu đó. Đó là cái trách nhiệm của cả ngàn đời nay rồi. Cho nên á, những cái bọn đàn ông mà nó yếu đuối, mà nó dựa dẫm vào phụ nữ là cái bọn mình rất là ghét. Cái bọn đó là bọn không có cu. Ở đây các bạn nhiều lúc cứ nghĩ là chia sẻ cùng với tiền với nhau một tí thôi, có gì đâu. Đúng thật. Nhưng các bạn đừng có coi điều là dĩ nhiên. Đừng coi điều là dĩ nhiên nhé. Người phụ nữ họ nhận thức được, họ chia tiền với mình khi mà đi ăn thì điều đó là điều tốt, mình trân trọng. Nhưng mà chúng ta đừng có mong đợi những cái điều đó như vậy từ người phụ nữ.
Ở đây ý mình muốn chia sẻ với các bạn nam rằng là mình muốn tóm tắt lại một điều nữa rằng là làm đàn ông khó lắm, cực lắm. Và các bạn đừng nghĩ rằng là cuộc đời này sẽ dễ dàng với các bạn nếu các khi các bạn là người đàn ông. Và các bạn phải luôn luôn nhận trách nhiệm, nhận hết tất cả phần lỗi về thành phần các bạn. Cuộc đời các bạn thất bại là tại các bạn, cuộc đời các bạn nhục là tại các bạn ngu là tại các bạn. Nhưng nếu các bạn thành công là cũng là vì các bạn chứ không phải là vì ai hết cả. Vị trí các bạn đang có bây giờ là có hiện tại là cuộc đời các bạn, nó chính là bản thân các bạn mà thôi. Ở đây á, mình không có nói là bởi vì là mình đã thành công hay là chưa, nhưng mà mình đã coi qua rất là nhiều cái bài học từ những người khác, cho nên mình chia sẻ với các bạn những bài học của những người mình đã biết cho các bạn mà thôi. Chứ cuộc đời mình á, cũng bê bết chẳng ra thể đâu vào đâu cả. Vậy là bày đặt đi dạy đời. Và chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối tốt lành.